mình tên là Nghĩa Tú Yên, năm nay mình 7 tuổi và mình đang học lớp 1A4 trường tiểu học Nam Từ Liêm. Sở thích của mình là đọc truyện, vẽ và ca hát. Các bạn thân mến, đọc sách mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, ví dụ như rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn luyện tính kỹ năng lắng nghe và những điều bổ ích khác. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn truyện tranh, đó là cuốn truyện Cậu bé Pinocchio của nhà xuất bản Dân Trí, Tôn Minh Viễn, Lê Hoàng Anh dịch. Ngày xưa có một ông thợ mộc, ông làm nên một cậu bé người gỗ và đặt tên cho nó là Pinocchio. Một nàng tiên nữ bay đến bên Pinocchio, vung quay gậy thần kỳ nói: "Để ta cho cháu sinh mệnh." Nàng tiên nữ nói với Pinocchio: "Cháu phải làm một cậu bé trung thực, nếu nói dối, chiếc mũi của cháu sẽ dài ra." Ông thợ mộc coi Pinocchio như đứa con trai của mình, mua sách và cặp sách cho cậu đi học. Trên đường tới trường, Pinocchio nhìn thấy một đoàn kịch lụa, cậu cảm thấy rất thú vị. Pinocchio vui sướng quên mất việc phải tới trường, liền chạy lên sân khấu đoàn kịch vừa hát vừa nhảy. Nàng tiên nữ hỏi Pinocchio tại sao không đi học. Pinocchio nói rằng bố bảo cậu ta tới đoàn kịch. Pinocchio không nói thật, chiếc mũi lập tức biến dài ra. Pinocchio buồn bã một lúc, nhưng chỉ một lát sau cậu ta lại quên đi. Pinocchio bị mèo chột mắt và cáo đỏ trên đường chú ý. Chúng muốn Pinocchio nhập hội với chúng. Chúng rủ Pinocchio đến khu vui chơi, ở đây có rất nhiều thứ thú vị. Pinocchio vô cùng vui sướng. Nhân lúc Pinocchio đang chơi không để ý, hai tên xấu xa đã bán cậu ta cho ông chủ khu vui chơi, đổi lấy một món tiền không nhỏ. Ông chủ biến cái tai của Pinocchio thành tai lừa, bắt cậu đi biểu diễn, cuối cùng còn ném cậu xuống biển sâu. Pinocchio bị một con cá mập nuốt chửng vào bụng. Trong bụng cá mập, Pinocchio sợ hãi, rưng rưng nước mắt. Lúc này tiên nữ liền xuất hiện. Pinocchio muốn quay trở về bên bố, hùa với tiên nữ rằng sẽ không bao giờ nói dối nữa. Ông thợ mộc cũng rất nhớ con trai, không tìm thấy Pinocchio, ông lo lắng mất ăn mất ngủ. Tiên nữ đem Pinocchio về nhà, hai cha con ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn trào. Pinocchio nhận lỗi với người thợ mộc, chiếc mũi dài và chiếc tai lừa của cậu bé lập tức biến mất. Nàng tiên nữ vung cây gậy thần kỳ lên, Pinocchio liền biến thành một đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Và từ đó hai cha con sống hạnh phúc bên nhau. Qua câu chuyện của bé Pinocchio, chúng ta có thể rút ra bài học đó là nếu một đứa trẻ không ngoan ngoãn, không nghe lời bố mẹ và chỉ kết giao với những bạn xấu thì vô cùng nguy hiểm. Bài học thứ hai đó là về những người lương thiện thì
thì sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ. Đặc biệt trong câu chuyện cậu bé Pinocchio, hai cha con luôn được bà tiên nữ giúp đỡ. Bài học thứ ba đó là tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng của hai cha con. Dù cậu bé có ngỗ nghịch đến đâu thì người cha vẫn luôn tha thứ cho cậu bé. Qua đó chúng ta có thể hiểu được rằng cha mẹ luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, và ta phải luôn nghe lời bố mẹ. Qua câu chuyện cậu bé Pinocchio, chúng ta có thể rút ra bài học bổ ích ở trên. Các bạn hãy đọc câu chuyện này và chia sẻ cho mọi người nhé. Chúc các bạn có thói quen đọc sách và luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại.